Tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin sáng trong nước đáng chú ý khác do nhà phóng viên vừa cập nhật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tức là chỉ còn 2 tuần nữa, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ cung cấp danh sách xe hết niên hạn sử dụng từ thời điểm này cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông Vận tải các địa phương để theo dõi quản lý. Theo thống kê, toàn quốc có gần 21.000 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó có hơn 2.000 xe chở người, còn lại là xe chở hàng. Cục đăng kiểm cũng sẽ công khai danh sách xe trên trang điện tử của cục tại địa chỉ www.vr.org.vn tại mục phương tiện hết niên hạn sử dụng và phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng và người dân. Theo luật giao thông đường bộ, các tổ chức cá nhân sử dụng ô tô tham gia giao thông có trách nhiệm thực hiện niên hạn sử dụng xe được quy định tại nghị định của chính phủ, quy định niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng và ô tô chở người. Theo đó, niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng không quá 25 năm, đối với ô tô chở người không quá 20 năm. Đối với ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành ô tô chở người trước ngày 1 tháng 1 năm 2002, không quá 17 năm.